Thầy hiệu trưởng cho phép mọt sách được vung dậy mà. Thầy hiệu trưởng cho phép sao? Ui sợ quá. Nhìn này. Wow, đồ ăn vặt. Đúng này, quà vật sẽ được ăn thoải mái trong trường học. Thật à? Rồi. Các bạn cùng chờ đón xem khi mình là hiệu trưởng, trường học sẽ thú vị như thế nào nhá. Cô ơi, cho chúng em vào đi ạ. Đi mà cô. Không, nguyên tắc ở trường học là phải đi học đúng giờ. Nếu như đi học muộn, dù chỉ là một giây thì vẫn phải đứng ở ngoài nha. Đúng vậy, quy định mới, học sinh có thể đi học bất cứ giờ nào. Và tổng trưởng thì không bao giờ để đóng. Cô hiểu chưa? Dạ hiểu rồi, thưa thầy hiệu trưởng. Cô ơi, thế giờ chúng em có thể vào lớp được chưa ạ? Được rồi, các em vào lớp đi. Vâng. Đọc lại quy định về trang phục khi đến trường cho cô. Khổ thân Khánh Linh quá. Dạ thưa cô, khi đến trường phải mặc đúng đồng phục quy định của nhà trường ạ. Vậy tại sao em lại mặc như thế này đến trường hả? Dạ thưa cô, tại hôm qua trời mưa, đồng phục của em chưa kịp khô mà em có mất một bộ đó nên... Bộ không chấp nhận một lý do nào cả. Tóm lại là em đã vi phạm quy định của nhà trường, cho nên cô sẽ phạt em chạy 10 vòng quanh sân. 10 vòng, chạy xong chắc gãy chân luôn mất. Chắc từ mai mình không dám thay ra đâu. Nhớ giặt xong mà không kịp khô, kiểu gì cũng sẽ bị phạt giống Khánh Linh cho mà xem. Mau ra chạy cho cô. Vâng ạ. Thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng ạ? Có chuyện gì mà thầy lại xuống tận đây thế ạ? Thầy hỏi các em có muốn mặc đồng phục đến trường không? Dạ, hơi hơi ạ. Tại sao lại hơi hơi? Tại vì ngày nào cũng mặc thì sẽ hơi khó chịu thầy ạ, nhất là mùa hè. Với lại như chúng em, nhà có hoàn cảnh khó khăn nên chỉ mua được có mỗi một bộ. Nếu như ngày nào cũng mặc thì giặt sẽ không kịp khô thầy ạ. Vậy sao? Thế thì đã đến lúc ra quy định mới rồi. Yên à! Thầy ơi, vậy là từ giờ chúng em có thể mặc như thế này đi học đúng không ạ? À? Đúng rồi, các em có thể mặc bất kỳ một bộ quần áo nào, miễn là thích em là được. Wow. Thôi, thế bây giờ em còn phải chạy 10 vòng quanh trường nữa không ạ? À? Thôi, không cần đâu. Bỏ đầu ra cho tớ nhìn với. Tớ còn chưa nhìn thấy gì đây này. Còn lâu mới nhìn được bài của tớ nhá. Không học mà đòi được điểm cao á, đừng hòng. Vậy sao? Nhìn gì? 5, 6. Các cậu làm gì vậy? Nhìn bài chẳng gì nữa. Không, 9. Không được nhìn bài, các cậu phải tự làm chứ. Không, nào bỏ tay ra. Chưa cậu, các bạn nhìn bài của em à. Gian lận sao? Hết rồi. Thế này thì làm sao mà nhìn bài được nữa? Giờ thì các em hết gian lận nhá. Cô giáo của mình đúng là cao thủ. Giờ thì mình có thể yên tâm làm bài rồi. Cứ như thế này thì không ổn chút nào. Mình cần phải chuyển thư đến cho thầy hiệu trưởng. Ui, gì vậy? Dạ. Là cái máy bị đấy. SOS. Vậy sao? Đừng lo, thầy sẽ ra quy định mới. Từ bây giờ, gian lận trong thi cử được cho phép. Yeah. Số bao nhiêu? 54. Anh, số gì đây? Số 33. Số bao nhiêu đây? Viết xấu này. 16. Cô ơi, các bạn vẫn chép bài của em cô ạ. Cô không giúp được cho em đâu. Đó là lệnh của hiệu trưởng mà. Cho lại đáp án đi. Bất công, thật là bất công. Binzy, trong túi quần. Thế còn Khánh Linh và Hà Anh, tự lấy hay là để cô khám nào? Dạ, để chúng em tự lấy ạ. Đây ạ. Ôi, còn nhiều hơn cả mình. Tốt
tắm. Đây là lần cuối cùng cô nhắc nhở, còn vi phạm một lần nữa là cô sẽ phạt đấy. Vâng ạ. Kéo để dành cả tuần, đến hôm nay lôi dần lại bị cô tịch thu. Đi học cũng không được ăn quà vặt thì làm sao mà tớ chịu được. Đúng thế. Cấm đồ ăn vặt ở trường sao? Quy định đó xưa rồi. Là sao ạ? Nhìn này. Wow, đồ ăn vặt. Đúng này, quà vặt sẽ được ăn thoải mái trong trường học. Thật ạ? Thật, mau đến đây. Vâng ạ. Ui, toàn những loại kẹo hot nhất ở cổng trường thôi. Cháu thích cái này. Không, cái này cháu thích rồi, cháu thích cái khác đi. Không thì cháu thích cái này. Không, cái này cháu cũng thích rồi. Cậu tham thế. Cháu ăn kiểu lạ thôi Mizi nhở. Ui, sướng quá. Các em thích kiểu gì thì cứ lấy nha. Thầy ơi, thầy có phải mất tiền không à? Tất nhiên là không rồi, miễn phí nha. Ui, nhiều thế. Hình quả giòn. Này các em, thì bây giờ muốn ăn kẹo hay là học đây? Dạ, dạ ăn kẹo ạ. Ok, vậy thì các em cứ ăn đi. Khi nào mà ăn xong thì nhớ gọi cô vào để giảng bài nhá. Cái cảm giác mà ăn kẹo trong lớp mà không bị cô mắng sướng thật đấy. Chẳng biết ngày mai thầy hiệu trưởng sẽ là chúng mình ăn những loại kẹo gì nhỉ? Nghĩ ra muốn nhanh đến ngày mai rồi. Rồi con đầy kẹo này, lan đoạn của mẹ sẽ mang về cho em tớ. Tớ cũng thế. Tớ được có 0 điểm này. Tớ còn được có 1 điểm. Tớ thì 2 điểm. Lần nào đi học cũng được điểm thấp như thế này, kiểu gì bố mẹ tớ cũng phạt cho mà xem. Tớ cũng vậy. Tớ làm thế nào bây giờ? Ô, thầy hiệu trưởng kia. Bút rồi, không bao giờ được xuất hiện trong trường học nữa. Sai này. Câu này cũng sai, không làm đúng một câu nào cả. 1 điểm. Thầy hiệu trưởng. Đây, quy định mới. Tớ biết rồi ạ. Chúng mình sẽ không sợ bị điểm kém nữa rồi. Và cũng không sợ bị bố mẹ mắng. Hello màu xanh. Ui đại ca. Vào đây mà đọc sách nha. Ui đại ca bác nhờ. Trời này vui quá. Mai lại chơi tiếp nha. Thầy ơi, ngày nào đại ca lớp 3 à, cũng bắt nạt em thầy à. Thật hả? Vâng ạ. Đây là lệnh mới. Ủa, em được phép làm như vậy thật à? Thật. Thầy có phạt em không à? Tất nhiên là không rồi. Vâng ạ, em cảm ơn thầy. Gì vậy? Này, tên bắt nạt. Sao? Vẫn thích chơi trò chui vào thùng để đọc sách giống hôm qua hả? Không, em có trò này vui hơn này. Trò này này. Chiu. 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 Em lại không dám chứ. Thầy hiệu trưởng cho phép mọt sách được vung dậy mà. Thầy hiệu trưởng cho phép sao? Ui sợ quá. Này mà gì? Cậu có cái gì mà lâu thế? Lại còn cười nữa chứ. À, vừa nãy tớ vừa ước được làm hiệu trưởng đây. Hiệu trưởng á? Cậu mà làm hiệu trưởng á, chắc cậu cho học sinh này đi học muộn này, ăn quà vặt này, lại còn cả quay cơm nữa, đúng không? Ừ, đúng rồi. Cậu mà làm hiệu trưởng thật á, chắc cái trường mình sẽ loạn mất thôi. Và chắc chắn điều ước đó của cậu sẽ không bao giờ trở thành hiện thực đâu ra bảo ạ. Mà thôi, ước xong rồi thì cho bọn tớ ăn bánh đi, thèm lắm rồi. Ăn đi, cậu không tin tớ à? Ra bảo ơ. Đây, ăn lá đi. Ơ, cậu ăn đi. Đi ăn nữa đi nha. Ăn cái gì? Các bạn có thấy mình làm hiệu trưởng có thú vị không? Hãy để lại bình luận phía dưới nhá.